Gia chủ tán gia bại sản, vỡ nợ mất hết vì ngày rằm vô tình phạm phải 8 điều đại kỵ như đây. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người dân Việt Nam, ngày rằm tháng Giêng là một dịp lễ vô cùng quan trọng và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với ông bà ta. Bởi vì ngay từ xưa dân gian đã nói đầu xuôi đuôi lọt. Xét về khía cạnh tâm linh, rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày mà các gia đình thường lên chùa cầu bình an, may mắn trọn vẹn trong năm sắp tới. Nhiều người còn cho rằng đi lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng. Tuy nhiên bên cạnh việc đi lễ chùa thì còn rất nhiều yếu tố khác cần chú ý trong ngày đặc biệt này để suốt cả năm được suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Có một số sai lầm cấm kỵ mà gia chủ cần phải tuyệt đối lưu ý, tuyệt đối không được mắc phải, kẻo tai họa, sóng gió bủa vây. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi với Phong thủy Gia Cát ngay sau đây. Những điều cần kiêng kỵ vào ngày rằm tháng Giêng. 1. Kiêng quan hệ nam nữ. Nên kiêng làm chuyện ấy vào ngày rằm tháng Giêng. Ngày rằm tháng Giêng con người cần sự thanh tịnh, nhẹ nhõm và hướng đến những điều tốt đẹp, một tương lai tươi sáng. Vì thế người xưa quan niệm không nên quan hệ tình dục vào ngày này. Theo quan niệm từ xa xưa, việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những vận hạn đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn cho cả nam và nữ. 2. Kiêng soi gương chải tóc. Nếu bạn có thói quen soi gương chải đầu trước khi đi ngủ thì nên tạm quên thói quen này vào ngày rằm tháng Giêng. Dân gian quan niệm, thời điểm ban đêm là thời điểm các linh hồn hay đi lang thang tìm chỗ nương náu. Việc chải tóc vào ban đêm sẽ không tốt vì dễ cho các linh hồn có cơ hội xâm nhập và quấy phá. Ngoài ra cũng kiêng dâng hương vì theo quan niệm phương Đông vào buổi tối ban đêm, âm thịnh dương suy, quỷ khí tăng lên. Nếu soi gương vào lúc này sẽ khiến cho nhân khí bị tiêu tán và năng lượng giảm xuống. Gương cũng vốn là một đồ vật rất thiêng, người xưa tin rằng gương có thể chiếu được ma quỷ hay thế lực âm. Do vậy, bạn không nên soi gương vào mùng 1 hay là ngày rằm để tránh trông thấy những điều đáng sợ. Tinh thần giảm sút. Trên đây là những điều kiêng kỵ đã được dân gian truyền lại từ xa xưa. Dù không có căn cứ khoa học, nhưng điều này được đúc kết từ kinh nghiệm sống của người Việt ta. Vì vậy, nếu như có thể thì ta cũng nên tránh để tinh thần được yên tâm, làm việc gì cũng cảm thấy thoải mái. 3. Kiêng nói năng xui xẻo, khó nghe, nói tục chửi bậy. Nói bậy chỉ tục chắc chắn cũng phản ánh một phần nào đó văn hóa của mỗi người. Đây cũng là điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Nhiều người quan niệm nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ ngập những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng cần phải đặc biệt tránh và không nhắc tới những điều xui xẻo vào ngày đầu tháng hoặc ngày rằm để cho vận xui đi càng xa càng tốt. Việc kiêng này thật ra không chỉ trong ngày đầu tháng mà còn có thể áp dụng đều đặn với người làm ăn kinh doanh. 4. Kiêng mặc cả khi mua hàng, kiêng đổi trả hàng. Người Việt thường kiêng kỵ việc ngã giá không mua hoặc đổi hàng vào ngày rằm và mùng 1 đầu tháng. Theo quan niệm của những người buôn bán thì nếu gặp khách hàng khó tính đầu tháng sẽ khiến cho việc làm ăn trong tháng không được suôn sẻ. Sau đó sẽ rất xui xẻo nếu gặp phải người tới xem hàng mà ngã giá, mặc cả, xem nhưng không mua hoặc đổi trả hàng vào trong ngày mùng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng. 5. Kiêng đánh vỡ chén đĩa, ấm chén. Bạn đang thắc mắc tại sao trong danh sách cần biết về ngày rằm tháng Giêng nên kiêng gì lại có điều kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén đúng không? Bởi lẽ ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm từ vỡ hoặc bể là những từ tạo nên sự chia cắt đứt lìa trong mối quan hệ gia đình. Vì thế trong ngày rằm tháng Giêng tốt nhất nên cố gắng tránh tối đa, không đánh vỡ bát đĩa, ấm chén hay những hành động bất hòa như cãi cọ, chửi bới và kiêng xảy ra những điều không vui trong gia đình. 6. Kiêng ăn một số món. Nhiều món ăn của người Việt kiêng ăn vào đầu tháng từ mùng 1 đến ngày mùng 10 âm lịch, đặc biệt là ngày mùng 1 để tránh vận đen như mực, thịt chó, thịt vịt, trứng lộn, cá mè, mắm tôm, ốc, chuối. Kiêng ăn trứng vịt lộn. Vì nếu ăn thì cả tháng sẽ không được may mắn, mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình. Nguyên nhân của việc kiêng ăn cá mè là do chữ mè đi kèm với chữ mè nheo, nếu ăn thì cả tháng sẽ đen đủi, hãm tài. Mọi người kiêng ăn chuối vì chữ chuối nói lái thành chữ chuối hay chữ đuối theo giọng miền Nam, nghĩa là không thể nào ngẩng đầu lên được. Người miền Nam cũng kiêng tôm vào ngày đầu tháng vì cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi cho nên khó có thể đầu xuôi, đuôi lọt. Do đó mọi việc sẽ khó thuận buồm xuôi gió trong cả tháng. Tóm lại, nếu ăn những món này, bạn sẽ xúi quẩy, không may mắn, hãm tài cả tháng, thậm chí là bị mất của, hao tổn sức khỏe.
Kiêng ăn mực vì là loại thực phẩm có trong danh sách đen của ba miền Bắc, Trung, Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm đen như mực của ông cha ta từ nhiều năm trước. Kiêng ăn thịt chó vì người ta quan niệm ăn thịt chó đầu tháng thì cả tháng đó sẽ xui xẻo, không may mắn. Tuy vậy, thịt chó lại được coi là món giải xui nếu chúng ta ăn vào ngày cuối tháng. Kiêng ăn thịt vịt vì người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt sẽ đen đủi, tan đàn, xẻ nghé. Thay vào sử dụng thịt vịt, người ta sẽ dùng thịt gà với ý nghĩa cắt tường hơn. Giống như thịt chó, vào những ngày cuối tháng, món vịt lại được xem là món giải đen. 7. Kiêng cắt tóc. Đầu vốn là bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể, cho nên muốn cắt ở thời điểm nào cũng cần phải lưu ý. Không nên cắt tóc vào đúng ngày rằm tháng giêng, bởi thời điểm này rất độc, có thể khiến cho bạn ốm đau. Ngoài ra nó còn gây ra việc hao tài tốn của, kinh doanh thua lỗ, tiền bạc, đội nón ra đi. 8. Kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở. Dân gian xưa vẫn có thói quen kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng một tháng đầu và hạn chế tới thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày rằm tháng giêng âm lịch sắp tới đây. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi vượt cạn, cả mẹ và bé đều đang rất mệt mỏi, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều khiến cho không gian ồn ào, đi kèm với bụi bặm, nguy cơ gây bệnh cho mẹ và bé sẽ tăng lên. Việc này là hợp lý và tốt cho cả đôi bên. 9. Kiêng gặp nữ hay người vía dữ. Vào buổi sáng sớm, đặc biệt là vào ngày rằm tháng giêng, nếu có việc phải đi xa hoặc thực hiện công chuyện quan trọng, nhiều người có thói quen tránh đi ra cửa ngõ, gặp phải nữ giới hoặc là người có vía dữ với mong mỏi công việc như ý vạn sự thành công. Đôi khi để tránh vận rủi, có người còn khéo léo thu xếp, nhờ người quen tính tình cởi mở hay gặp may mắn, đứng chờ ở ngõ chào hỏi và chúc mình lên đường may mắn để lấy phước. 10. Kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ. Đúng theo tâm lý thói quen bấy lâu nay của người Việt, đồ cúng không được nếm trước hay thử trước khi đặt lên bàn thờ. Nhất là vào ngày rằm tháng giêng lại tối kỵ việc ăn vụng đồ cúng trước khi thắp hương và thành kính khấn xin, tránh rước tai họa vào mình. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ về những điều kiêng kỵ cần phải tuyệt đối tránh làm trong ngày rằm tháng giêng. Ông bà ta vẫn thường nói có thờ có thiêng và có kiêng có lành. Vậy nên bên cạnh việc tránh không phạm phải những điều kiêng kỵ thì chúng ta cũng cần phải lưu ý tới việc thờ cúng ngày Tết. Và đặc biệt ở trong video này đó là thờ cúng ngày Tết Nguyên Tiêu làm sao cho đúng, đồng thời làm nhiều việc phù hợp với ngày này để nâng cao phúc khí, tài vượng của bản thân và các thành viên trong gia đình. Cụ thể hơn vấn đề này sẽ được chia sẻ trong phần tiếp theo. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những điều nên làm vào ngày rằm tháng giêng để gia tăng may mắn, phúc lộc dồi dào. 1. Làm việc thiện. Làm việc thiện không chỉ giúp mang lại niềm vui cho người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn khiến cho bản thân mỗi người tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Cuộc sống nhờ thế mà cũng trở nên ý nghĩa hơn. Bạn không cần phải đi thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, cũng chẳng cần phải đóng góp nhiều tiền để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Làm việc thiện đơn giản chỉ là dẫn một em bé, một cụ già sang đường, mua một tấm vé ủng hộ chú bán vé số đầu đường, không xả rác bừa bãi. Đó cũng là một trong những việc thiện giản đơn và có ý nghĩa. 2. Đi lễ chùa cầu bình an vào ngày rằm tháng giêng. Ngay buổi sáng của ngày đầu năm mới hoặc vào ngày rằm tháng giêng, rất nhiều người, nhiều gia đình nô nức cùng nhau đi lễ chùa. Đây từ lâu đã thành một nét văn hóa của người Việt để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp. Mọi người đi chùa không chỉ cầu những điều may mắn đến cho gia đình mình, bản thân mà còn cầu mong những điều tốt đẹp khác đến cho mọi người trên thế gian. Không chỉ vậy, người Việt Nam ta còn có tập tục hái lộc đầu xuân vào đêm giao thừa và sáng mùng 1. Đây như là một cách để mọi người mang những điều may mắn tài lộc về cho gia đình của mình. 3. Mang các vật được coi như là bùa hộ mệnh. 1. Chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa sẽ được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa giàu có sức khỏe và tình yêu. Cỏ 4 lá. Vì hiếm hoi giữa rừng cỏ 3 lá, nên nếu ai tìm được cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống như tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Dây chuyền. Một chiếc dây chuyền phong thủy có thể giúp bạn thu hút được nhiều may mắn và bình an cho tất cả các ngày còn lại trong năm cũng như trong tháng. Đặc biệt, mặc quần áo màu đỏ. Màu đỏ luôn là màu của điều may mắn, sung túc, hoan hỷ. Do vậy, việc mặc quần áo màu đỏ vào ngày đầu tháng như tượng trưng cho sự hy vọng và một khởi đầu mới đầy may mắn, sung túc, dồi dào và tài lộc.
Vậy, bạn đã chuẩn bị cho mình bộ quần áo đỏ thật đẹp để mặc vào ngày rằm tháng giêng hay chưa? Tiếp theo, đó là phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, chan hòa với mọi người. Người ta tin rằng nếu ngày mùng 1 đầu tháng, bạn giữ cho tinh thần của mình vui vẻ, sảng khoái, chan hòa với mọi người, thì vị thần may mắn sẽ tự nhiên tìm đến và ban phước lành cho bạn cùng với các thành viên trong gia đình. Phóng sinh thả cá, thả chim. Người ta thường phóng sinh cá chép, cá cảnh, chim sẻ, chim di, chim bồ câu, cua, lươn, ốc và rùa. Khi phóng sinh, bạn nên tìm hiểu về tập tính của loài vật mà định thả, đồng thời nên chọn nơi vắng vẻ, không có người săn bắt để đảm bảo cho khi thả ra, các loài động vật sẽ có thể sinh sống được mà không bị bắt quay trở lại. Đồng thời, bạn cũng cần phải chú ý đến cách phóng sinh. Nếu phóng sinh cá, hãy chờ cá bơi đi khuất rồi hãng về. Cùng với đó, không nên cầm cả xô hay túi ni lông vứt ra sông, ao, hồ, suối gây ô nhiễm môi trường. Dọn dẹp bàn thờ. Để có một năm bình an, các gia đình nên lau chùi bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, cần phải lưu ý không xê dịch bát hương và nên thắp một nén hương khấn xin thần linh, thổ địa, tổ tiên về việc sẽ lau dọn bàn thờ, chuẩn bị lễ cúng rằm tháng giêng trước khi bắt tay vào dọn. Khi làm vệ sinh, nếu có bài vị của thần Phật thì lau trước, sau đó mới lau bài vị của tổ tiên. Gia chủ không nên lau bài vị của tổ tiên trước vì làm ngược lại sẽ là bất kính mạo phạm với thần Phật. Gia chủ cũng lưu ý, khi lau rửa bài vị tổ tiên thì nên dùng nước ấm, không nên dùng nước lạnh, nên dùng đồ mới để cúng. Các đồ dùng để đựng các lễ cúng Phật, cúng gia tiên như bát, đĩa, đũa, muỗng cần phải sử dụng những đồ vật mới hoặc riêng biệt, không nên dùng chung với đồ dùng chung khác của cả gia đình. Thắp hương, đốt hương trầm là một cách hiệu quả để gia tăng may mắn và hóa giải năng lượng tiêu cực. Khi tinh thần đang tồi tệ, bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Khi thắp hương cho thần Phật, gia tiên, bạn nên thắp số lẻ chứ đừng thắp số chẵn. Nếu bạn đang gặp xui trong cuộc sống cá nhân, đốt hương tại nhà. Còn nếu bạn đang gặp vấn đề về công việc trong cuộc sống, hãy thắp hương trong văn phòng của bạn. Lưu ý khi thắp hương. Khi thắp hương, người ta thắp theo số lẻ, bởi số lẻ tượng trưng cho phần âm, sau đó có thể thắp 1, 3, 5, 7 hoặc 9 nén hương trên mỗi bát hương. Các chuyên gia khuyên nên thắp 3 nén cho bát hương thờ Phật. Những bát hương còn lại thắp một nén để khói hương không gây ngột ngạt và phòng tránh hỏa hoạn. Khi thắp hương cần phải ăn mặc chỉnh tề, đứng đắn, tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo cọc hay ăn mặc lượm thuộm. Cuối cùng, các gia chủ hãy ghi nhớ về cách chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng. Thông thường, thời gian và địa điểm cúng sẽ do các gia đình lựa chọn. Theo đó, các gia đình có thể lựa chọn việc cúng rằm tháng giêng tại nhà hoặc tại chùa. Chủ yếu là phải thực hiện nghi thức này thật đúng, thật chuẩn và làm bằng cái tâm của mình. Vậy, cách cúng rằm tháng giêng thế nào theo phong tục ngày Tết? Việc đầu tiên mỗi gia đình cần làm đó là chuẩn bị mâm cỗ cúng. Tùy vào điều kiện kinh tế hay phong tục, quan niệm của mỗi gia đình, từng địa phương mà mỗi mâm cỗ cúng sẽ khác nhau. Nhưng về cơ bản, mâm cỗ cúng ngày rằm tháng giêng cũng không có nhiều khác biệt so với Tết Nguyên đán. Điều quan trọng là người cúng thể hiện được tấm lòng thành của mình và biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, gửi gắm tâm nguyện về một năm mới bình an, may mắn. Ngoài ra, mâm cỗ rằm tháng giêng đơn giản nhưng nếu đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu về dinh dưỡng sẽ phù hợp với việc thờ cúng tâm linh. Rằm tháng giêng chuẩn bị cỗ chay thế nào cho chuẩn? Về cơ bản, mâm cỗ cúng tại gia đình thường gồm những món lễ mặn như bánh chưng, xôi gấc, hoa quả, bánh trôi là tượng trưng cho mong muốn một năm thuận lợi, hanh thông. Gà luộc chân giò hoặc giò chả, dưa muối, cơm trắng, nước mắm là những món trong cỗ cúng cũng thể hiện được ước mong riêng của người Việt. Bánh chưng tượng trưng cho sự sống sinh sôi, nảy nở của muôn loài. Thịt lợn đã chế biến thuộc về âm, dưa hành, rau củ thuộc về dương, âm dương hài hòa, tượng trưng cho sự phát triển. Ngoài ra, trong mâm cỗ còn có thể có thêm cơm tẻ là lương thực hàng ngày. Mâm cỗ có nếp, có tẻ, có âm dương đầy đủ để thể hiện cuộc sống sinh sôi, nảy nở. Bát nước chấm đặt giữa mâm cơm hình tròn tượng trưng cho trời đất, vũ trụ, kết nối cổ kim. Ngoài những đồ lễ chính trên, mâm cỗ cúng Phật và cúng gia tiên, sắm lễ cúng rằm tháng giêng có thể chuẩn bị những món đồ lễ khác như hương, hoa tươi, mã, đèn nến, trầu cau, thuốc lá và rượu. Theo chuyên gia phong thủy, thời điểm phù hợp để cúng rằm tháng giêng là ngày chính giảm, tức 15 tháng giêng, tốt nhất là nên cúng vào buổi sáng. Tuy nhiên, do điều kiện của cuộc sống hiện nay mỗi gia đình lại tùy biến linh động, cúng vào các ngày giờ khác nhau. Họ quan niệm rằng, việc thờ cúng chỉ cần thể hiện tinh thần chung là tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên và thần Phật.
Thưa quý vị, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tới quý vị về những điều đại kỵ cần phải tuyệt đối tránh trong ngày rằm tháng giêng, và cùng với đó là những việc nên làm vào ngày này để cả năm được thuận buồm xuôi gió. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý để năm mới được bình an và suôn sẻ nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.